Hi, tôi là Phương Bình. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện một đoạn logo intro bằng cách sử dụng Particular. Thì tôi sẽ mở cho các bạn xem cái đoạn mà tôi đã làm rồi. Thì trong đây, logo được hiện ra bởi những hạt nhỏ và ráp lại với nhau. Và để làm được điều đó, chúng ta cần phải sử dụng Trap Code Particular. Ok, bắt đầu nào. Tôi sẽ tạo một comment mới đặt tên là Reviews, với thời lượng là 10 giây. Và kích thước của tôi là chọn 1280 x 720. Trong đây tôi sẽ new một solid, tôi đặt tên là Particular. Sau đó tôi sẽ vào trong Effects, Trap Code Particular. Nếu như bạn nào chưa cài Trap Code Particular thì hãy tìm bộ plugin Trap Code để mà cài đặt vào ha. Cái này nó cũng rất là phổ biến và thông dụng. Thì khi áp dụng Trap Code Particular vào trong layer, tôi kéo timeline thì bạn sẽ thấy nó sẽ có những hạt bay ra ngoài. Thì đây là một hệ thống hạt được Trap Code Particular sinh ra. Và ở đây tôi sẽ thêm một camera, tôi để là two nodes. Thì khi có camera, tôi sử dụng thuộc tính Orbit Camera và tôi xoay. Thì bạn thấy là đây là một hệ thống hạt 3D. Nó sinh ra và bay ra tất cả các hướng chứ không phải là chỉ bay ra ngoài giống như là những gì ta thấy mới nãy. Bay ra tất cả các hướng. Hiện tại thì hệ thống hạt này được sinh ra tại một điểm. Thì tôi sổ cái menu emitter xuống thì mình thấy là cái emitter type là cái dạng mà sinh ra của hạt này á, là point, nghĩa là nó sinh ra từ một điểm. Chúng ta muốn những cái hạt này sinh ra từ một cái logo của chúng ta thì chúng ta phải chọn cái dạng khác. Thì cái dạng đó là layer. Thì trước khi mà chúng ta chọn layer, chúng ta cần phải chuẩn bị cái logo cái đã. Thì tôi quay lại, tôi có chuẩn bị một cái logo của tôi ở đây. Logo này tôi đặt trong một composition có kích thước giống như là kích thước mà tôi đang tạo cho cái review này, là 1280 x 720, và tôi chọn màu trắng cho nó. Bạn có thể chọn màu khác, cái này là tùy các bạn thôi. Thì logo này tôi cũng sẽ kéo vào, tôi thả vào trong này. Các bạn nhớ kích thước phải giống nhau ha. Và tôi tắt nó đi. Sau đó tôi sẽ bật 3D cho logo này lên. Cái vấn đề bật 3D là phải bắt buộc ha, bởi vì thuộc tính Trap Code Particular mà dành cho layer nó yêu cầu cái layer của mình phải có 3D. Thì tôi chọn cái thuộc tính là layer trong cái emitter type này. Sau khi tôi chọn emitter type thì bạn thấy là hạt của mình đã mất hết rồi, bởi vì mình chưa có chọn cái layer emitter, và layer emitter này chỉ dành cho emitter type là layer hoặc là layer grid này thôi ha. Thì mình sẽ sổ xuống, mình chọn là table. Nếu như các bạn không bật 3D cho layer này, layer table này, thì chương trình sẽ báo lỗi và bắt các bạn là bật layer lên và làm lại từ đầu cái động tác vừa rồi, nghĩa là đưa về none xong mình lại chọn lại là table. Ok, sau khi tôi chọn table rồi, bạn sẽ thấy những cái hạt nó sinh ra lại. Tuy nhiên bây giờ nó ít quá, bạn vẫn chưa thấy là nó được sinh ra từ cái logo của mình. Cho nên chỗ này tôi tăng cái số lượng hạt lên. Thì tôi sẽ tăng lên là 50.000 hạt. Okay. Thì trong những lúc đầu bạn sẽ thấy là những cái hạt được sinh ra sẽ nằm trong cái logo của mình. Tôi có thể bật cái logo lên bạn thấy. Ok. Và phía sau thì nó sinh ra nhiều quá cho nên nó lồng sộn cả lên, cho nên mình chỉ thấy được khúc đầu thôi. Bây giờ tôi cần animation cho nó. Để làm sao khi mà sau khi nó sinh ra nó sẽ ráp lại thành cái logo. Đầu tiên tôi sẽ khi cho cái particle
per second này, nghĩa là số lượng hạt trên một giây này, từ 50.000 tới khoảng thời gian khoảng 5 hay 4 giây cũng được, tôi cho nó xuống là 0. Ok, nghĩa là từ đây số lượng hạt từ 50.000 tới đây sẽ được hạ xuống là 0, và từ đây nó sẽ không sinh ra nữa và nó mất hết luôn. Nó không sinh hạt ra nữa. Tới chỗ 5 giây này sẽ không sinh hạt ra nữa. Rồi, sau đó tôi sẽ kéo xuống phía dưới này. Trong phần physics là menu quản lý những thuộc tính vật lý có tác động đến cái hệ thống hạt của mình sinh ra, có thể là gió, có thể là tác động trọng lực này kia, có thể là tạo ra cái sự ngẫu nhiên cho hạt khi mà bay ra. Chúng ta sẽ chọn Physics Mode là Air, thì những hạt này giống như những hạt bụi bay trong không khí thì nó sẽ bị tác động bởi gió, bị tác động bởi môi trường xung quanh, và chúng ta sẽ sổ cái E này xuống. Thì trong cái E này mình sẽ chọn cái Turbulent Fuel. Turbulent Fuel là menu thuộc tính tạo ra sự chuyển động ngẫu nhiên, tạo ra sự nhiễu loạn cho hệ thống hạt của chúng ta. Chúng ta sẽ quan tâm đến hai thuộc tính là Phase Size và Phase Position. Thì hai thuộc tính này nó sẽ ảnh hưởng đến hệ thống hạt của chúng ta như thế nào. Ở đây tôi sẽ tăng cái Phase Size lên. Và bạn thấy là cái kích thước của những hạt chúng ta sẽ bị chia theo nhóm, có nhóm to và có nhóm nhỏ. Và nếu mà chúng ta chỉnh affect position thì nó tạo ra cái độ nhiễu loạn cho cái hệ thống hạt của chúng ta. Các bạn thấy đó. Và cái nguyên lý mà nó nguyên lý mà particular sử dụng để mà tạo ra cái sự to nhỏ của hạt và cái độ ngẫu nhiên của vị trí trong cái hệ thống này là như thế nào, thì tôi sẽ lấy một ví dụ để bạn hiểu hơn. Turbulent fuel thì sẽ lấy nó sử dụng một cái map trắng đen làm nền phía dưới, và tùy theo cái vùng trắng hoặc là vùng đen thì bạn sẽ có kích thước tương ứng. Ví dụ như vùng trắng sẽ làm cho hạt nhỏ và vùng đen sẽ làm cho hạt to, thì khi vùng trắng và vùng đen thay đổi thì cái số lượng hạt nhỏ và hạt to thì nó cũng thay đổi theo, nó sẽ chạy qua chạy lại. Thì ở đây tôi sẽ new một câu mới cho các bạn thấy, chẳng hạn tôi đặt tên là map. Thì trong map này tôi sẽ new một solid. Ok. Sau khi có solid rồi, tôi sẽ add vào cho nó một cái noise and grain và raster noise. Thì chúng ta sẽ có một layer có dạng trắng đen giống như mây hay là khói như thế này. Thì tôi chỉnh thêm một xíu về cái contrast và brightness của khói này. Thì đây bạn sẽ thấy là nó có sự phân biệt giữa màu trắng và màu đen. Và những vùng mà nằm trong màu trắng này, nếu chúng ta quy định là hạt nó sẽ nhỏ, thì những cái hạt nào nằm trong vùng trắng này sẽ nhỏ và hạt nằm trong vùng đen này sẽ to. Và nếu mà chúng ta animation cái vùng trắng đen này, thì bạn sẽ thấy là khi mà cái vùng trắng đen này thay đổi, nó sẽ làm cho cái số lượng hạt của chúng ta, cái nhóm hạt của chúng ta nó cũng sẽ thay đổi theo. Từ đó quay về bên cái review này, bạn sẽ thấy là cái kích thước và vị trí của hạt chúng ta sẽ đổi, sẽ phụ thuộc vào cái map giống như vừa rồi mà particular nó sinh ẩn ra nằm phía dưới. Ok, vấn đề bây giờ là chúng ta sẽ chỉnh làm sao để cho khi mà và cuối cùng nó sẽ ráp lại thành cái logo. Hiện tại thì nó chạy tùm lum hết, đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ key cái alpha size này, ban đầu tôi cho nó khoảng là 50 thôi, và cái alpha position tôi cho nó khoảng là 100 thôi chẳng hạn. Sau đó đến 5 giây là đến cái vị trí mà tôi bấm phím U nhé, đến vị trí mà cái số lượng hạt trên dây của chúng ta mà dừng lại á, thì tôi cũng sẽ key cho nó xuống còn 0, và đây cũng là 0 luôn. Thì mình sẽ có số lượng hạt sinh ra nhiễu loạn và sau đó tới đây nó sẽ hết. Vấn đề bây giờ là làm sao cho những hạt này nằm trong cái map typo, nghĩa là cái logo của chúng ta. Những hạt này bung ra bởi vì nó đang có một vận tốc, từ
lúc nó sinh ra đến khi nó mất đi, nó đang có một vận tốc. Thì cái vận tốc đó mặc định khi mà tạo ra particular nó sẽ có là 100 pixel trên 1 giây. Thì ở đây chúng ta sẽ cho nó về không. Okay. Thì khi nó sinh ra nó cũng nằm một chỗ đó, và khi nó mất đi nó cũng nằm một chỗ đó, cho nên chúng ta sẽ không bị lệch so với cái logo. Ok, ở đây chúng ta sẽ easy nó này cũng vậy, easy. Ok, bây giờ mình sẽ tinh chỉnh thêm một xíu cho cái hạt của chúng ta nó đẹp hơn và nó chuyển động mềm mượt hơn. Hiện tại thì nếu mà review thì chúng ta sẽ thấy là nó bay hơi chậm, nghĩa là nó chuyển động hơi chậm. Thì tôi chọn layer particular và tôi chỉnh thêm một xíu. Chúng ta có cái menu particle. Menu particle sẽ quản lý cái hình dạng của hạt này như thế nào, thời gian sinh ra và thời gian mất đi của một hạt là bao nhiêu lâu, và kích thước của hạt, màu sắc của hạt. Ở đây tôi sẽ chọn cái line là thời gian sống, thời gian xuất hiện của một hạt. Có thể tôi cho nó lên là 10, cho nó sống lâu hơn một xíu. 3 giây thì hơi ngắn, tại vì cái animation của mình tới 5 giây lận. Chúng ta có size, kích thước của hạt thì hiện tại nó là 5, và size random là cái số lượng hạt nó có ngẫu nhiên hay không, thì có thể tăng lên cái size random một xíu. Kích thước hạt thì cho khoảng là 3, cho nó bé lại tí, hiện tại là hơi lớn. Bởi vì chúng ta có cái effect size nó tạo ra một số cái hạt rất là to ở đây. Và size overlay là cái kích thước của một hạt khi sinh ra đến khi mất đi nó có thay đổi hay không. Hiện tại là nó không có thay đổi, nó sinh ra là kích thước là 3 thì nó sẽ mất đi cũng kích thước là 3 luôn. Tuy nhiên ở đây mình có thể chỉnh được là sinh ra là nhỏ hay lớn và mất đi là nhỏ hay lớn. Thì tôi chọn một cái reset ban đầu cho nó sinh ra là từ kích thước bé nhất lớn lên tới 3, xong rồi sau đó sẽ nhỏ lại khi mà mất đi, thì bạn sẽ có được cái animation nó hiệu quả hơn. Lúc đầu mình sẽ không thấy được cái những hạt này sinh ra từ cái chữ keyframe nữa, từ cái chữ của các bạn hay là từ logo của các bạn nữa. Ok, tạm ổn. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh tới cái độ bung của hạt và cái độ xoay của hạt cho nó nhanh hơn một tí. Hiện tại nó hơi chậm. Thì tôi kéo xuống phía dưới, tôi chọn file sheet, và lúc này tôi sẽ chỉnh cái thuộc tính scale. Thì để biết được là cái độ nhiễu của này như thế nào, bạn có thể bật cái visual fill này lên. Bạn sẽ thấy là thì ban đầu thì nó rất là rối, sau đó nó được kéo thẳng ra và nó thẳng lại như thế này. Okay. Thì ở đây tôi tắt cái view fill này bởi vì nó che mất tầm nhìn của tôi. Tôi sẽ tăng cái scale này lên. Nếu bạn càng tăng cái scale này lên thì cái tốc độ xoay, tốc độ bung của nó khi mà animation nó sẽ nhanh hơn, và tôi có thể tăng lên thành 20 nhé. Và tôi review thêm thế nào. Rồi, bạn thấy nó bay nhanh hơn, bạn muốn nó nhanh hơn nữa có thể tăng lên thành 25. Ok, rồi sau khi nó bay từ này ráp lại thành logo thì chúng ta sẽ hiển thị logo lên. Thì tôi duplicate cái logo này lên, kéo lên trên và di chuyển nó qua chỗ này. Thì tôi cho ban đầu là opacity là không, sau đó thì sẽ cho nó lên 100. Còn đối với cái layer particular phía dưới này thì sẽ cho opacity ban đầu nó là 100, sau đó nó sẽ nhỏ xuống là không. Và tôi trim layer lại luôn. Ok.
Rồi. Tiếp theo để đẹp hơn thì tôi sẽ áp cho nó một cái hiệu ứng tên là glow nằm trong Styleline. Thì hiệu ứng này sẽ phát sáng cái những cái hạt này của chúng ta lên. Và để mà có màu cho cái màu trắng thì tôi sẽ chọn là glow color là A và B color. Sau đó tôi sẽ chỉnh cái màu A và B ở dưới này. Bạn nhớ là bạn muốn chỉnh cái màu A và B ở dưới này, bạn phải chỉnh cái glow color thành A và B color ha. Thì đây tôi có thể cho nó thành màu vàng. Và chỗ này tôi cho thành màu cam cam chẳng hạn. Sau đó tôi chỉnh cái glow intensity lên tí cho nó rực rỡ hơn. Tăng radius lên và có thể giảm thể sót xuống xíu. Ok, mình có được cái hạt được glow lên như thế này. Thì cái chữ cái logo phía sau của mình cũng cần có cái hiệu ứng đó, thì mình copy cái glow này và pass vào logo này. Ctrl V. Pass vào. Ok. Rồi. Tôi cần tạo cái chuyển động cho cái hạt. Ban đầu tôi muốn nó to hơn và giống như nó đang bay vào vậy đó. Thì tôi có thể sử dụng cái camera vừa rồi tôi đã tạo. Và tôi có thể bật tính năng High View Horizontal lên để bạn thấy là trục top của mình nằm ở đâu. Layer của mình hiện tại đang nằm chỗ này và camera của mình ở đây. Thì ở đây tôi sẽ key cái position từ 0 cho tới 5 giây. Tôi key nó như thế này. Ban đầu tôi sẽ cho nó vào rất là gần chỗ này. Ok, thì bạn sẽ thấy là những cái hạt của mình sẽ nằm rất là gần màn hình, sau đó nó sẽ được thu nhỏ lại và đặt. Ở chỗ này tôi có thể di chuyển theo trục Z, quên trục X một xíu như thế này. Đó, và có thể chỉnh lại một tí về cái đường đi của nó, chỉnh cái đường bezier của camera để bạn có cái đường đi nó hợp lý. Đó, camera bạn thấy. Và camera của tôi hiện tại, bởi vì tôi đang chọn là two notch cho nên nó có một cái điểm, cái vùng nhìn ở chỗ này, nó có một cái điểm point of interest, cho nên lúc nào cũng sẽ nhìn vào cái logo của tôi hết. Nên khi bạn tạo camera thì hãy tạo hai notch ha, nghĩa là bạn tạo two notch nằm phía bên này. Và bạn chỉnh, khi bạn chỉnh thì bạn chỉnh position thôi, đừng có chỉnh cái point of interest, bạn cứ để cái point of interest nằm đúng vị trí của cái logo. Ở đây tôi sẽ F9 cho, ở đây tôi sẽ easy cho cái keyframe phía sau. Easy. Ok, mình xem. Rồi, sau khi có camera xong rồi, bạn muốn tạo cái không gian phía sau cho cái camera của mình, hoặc là bạn chỉnh depth of field, thì chắc là tôi sẽ tạo không gian phía sau trước, một cái không gian là những cái hạt chấm chấm nhỏ nhỏ phía sau được out focus như thế này. Thì để tạo không gian đó, tôi sẽ new một cái solid mới, tôi đặt tên là BG. Trong BG này tôi sẽ new một cái particular cho nó. Thì khi mà tạo particular, bạn cũng sẽ thấy là nó bung ra giống như cũ. Tôi chọn solo cho cái PC này thôi ha. Nó bung ra giống như cũ. Bây giờ mình cần phải tùy chỉnh nó. Và bởi vì nó nằm trong cái vùng nhìn của camera cho nên nó vẫn bị tác động bởi camera luôn. Mình cần tùy chỉnh cho nó để mà làm sao nó sẽ rộng ra và đứng yên như thế này. Nó thành một cái môi trường và ảnh hưởng bởi camera, khi mà camera xoay nó tạo ra cái chiều sâu 3D nhiều hơn. Rồi, tôi vào trong review, tôi chỉnh cái particular của cái layer PG mới tạo ra này. Đầu tiên tôi cho cái emitter của tôi nó thật là nhiều, nghĩa là nó lên khoảng 20.000 thế này. Và nó bung ra thế này. Tiếp theo tôi cho cái vận tốc nó bung ra thì là nhanh để cho nó tán rộng ra hết luôn. Thì tôi có thể chọn cái velocity
À, tôi vẫn chọn cái emitter là pole ha, tôi không có chọn là layer giống như là tôi đã làm với lại cái layer bạc thi này. Tôi chọn trong cái busy này là pole, nó sinh ra từ một điểm và tôi cho cái velocity vận tốc của nó rất là lớn để cho nó bung ra ngoài và bạn thấy được nhiều. Ok, cái số lượng sinh ra quá nhiều thì ở đây tôi cho khoảng 3 gram, tôi sẽ key cái bạc thi color per second này và tôi nhích qua 1 gram tôi cho nó xuống là không, nghĩa là bây giờ nó sẽ không sinh ra hạt nữa và nó dừng luôn cho mình. Ok, nó dừng cái hạt luôn cho mình. Tiếp theo mình muốn cái hạt của mình nó dừng nó hoài luôn thì các bạn phải chỉnh xuống phía dưới này trong cái phần file sheet và trong phần time factor này, trong phần file sheet time factor thì chúng ta sẽ cho nó chúng ta sẽ key nó từ 1 xuống thành 0. Tôi bấm phím U để hiển thị tất cả keyframe mà tôi đã key ra. Thì dựa vào cái keyframe của cái số lượng hạt trên giây tới đây, tôi sẽ key cái file sheet time factor ở đây từ 1 qua 1 frame tôi xuống thành 0. Thì từ đó trở về sau cái hạt của tôi nó sẽ đứng luôn. Ok. Và mình cần chỉnh lại cái velocity để mình có được cái vị trí nó tốt hơn. Ok. Thấy phía sau nó được có một những cái hạt nằm trong không gian 3D. Và bởi vì cái lúc đầu nó bung ra thế này cho nên chúng ta sẽ không sử dụng khúc đầu. Chúng ta sẽ kéo khúc này giấu đi và chúng ta sẽ lấy từ khúc này cho đi thôi. Đó, là ảnh hưởng bởi cái camera của chúng ta. Rồi, tôi bật tắt lại solo của nó để cho nó hiển thị cùng với cái animation kia. Bạn thấy là nó có cái chiều sâu hơn. Nó nằm trong một cái môi trường giống như là ở trong vũ trụ hay là phía sau có sao gì đó. Thì bây giờ tôi sẽ chỉnh cho cái phía sau này nó bị nhòe đi. Rồi, tôi có thể sử dụng cái camera này và tôi sổ xuống cái phần camera option. Tôi bật cái thuộc tính depth of field của camera lên. Depth of field chính là độ chiều sâu ánh trường của cái camera, nó sẽ giúp cho chúng ta focus vào một điểm hoặc là một khoảng cách nào đó, còn phía sau hoặc là phía trước chỗ mà chúng ta không focus nó sẽ bị nhòe đi, giống như bạn sử dụng máy ảnh mà các bạn chụp hình. Thì tôi on nó lên. Thì khi bạn on lên bạn vẫn chưa thấy gì khác biệt hết bởi vì chúng ta cần phải chỉnh sửa một xíu. Ở đây khi bạn on lên thì bạn sẽ có được cái focus distance này mà bạn có thể chỉnh nó được. Thì hiện tại cái logo chúng ta sẽ nằm ở cái vị trí point of interest của camera nằm chỗ này cho nên focus distance của chúng ta lúc nào cũng phải nằm ở đây. Nên tôi cần chỉnh cái focus distance này về vị trí đó. Okay. Và bây giờ để mà thấy nó rõ hơn thì bạn sẽ tăng cái aperture này lên. Thì cái aperture này chính là cái khẩu độ của camera. Khi bạn tăng nó lên thì cái vùng rõ và mờ nó sẽ tăng giảm theo. Bạn tăng lên thì cái vùng rõ sẽ giảm lại và bạn sẽ thấy độ nhòe của hình ảnh của mình. Thì ở đây chắc là tôi khoảng cái này thôi để làm sao mình thấy nó rõ nhất. Okay. Bây giờ bạn muốn nó nhòe hơn thì bạn có thể tăng cái blur level này lên. Đó, hình như cái vùng phía sau nó nhòe hơn rất là nhiều. Rồi. Thì cái phần focus distance này bạn cần phải key nó. Bạn phải đặt key frame cho nó để khi mà tới đây nó sẽ làm rõ cái logo của bạn thôi. Chứ không nó sẽ bị nhòe logo. Cái vùng mình muốn làm nhòe là vùng background phía sau. Ok.
Okay, bây giờ mình muốn cho nó nhẹ hơn thì mình sẽ tăng cái blur level lên, tăng cái aperture lên, và bạn có thể cho cái số lượng cái những cái hạt của cái BG này trong phòng particle này nó to lên. Ok, tôi có thể chọn lại một view để tôi nhìn rõ hơn. Tăng chỉnh một xíu để cho hợp lý hơn ha. Lúc đầu mình có cái độ nhẹ dữ quá cho nên mình cần chỉnh lại một xíu về cái blur level này. Từ đây thôi. Nên là mình chọn nó nhỏ lại. Tới đây thì nó mới nhẹ nhiều hơn. Ok. Thì về hình thức thì cũng tạm ổn rồi, chúng ta sẽ review lại một xíu. Bây giờ mình cần làm thêm một động tác nữa là khi mà camera nó dừng lại rồi, chúng ta cần phải có cái chuyển động chậm chậm ở đây. Nghĩa là bạn phải chuyển động chậm chứ không nó đứng yên thế này thì hơi bị chán. Thì để điều khiển cái camera chuyển động chậm á, thì tôi sẽ sử dụng một cái null object. Ok. Và cái null object này tôi sẽ cho cái camera làm con của null object. Rồi, sau đó tôi sử dụng position của null và tôi key nó từ đầu đến cuối. Bật 3D lên ha. Key từ đầu đến cuối tôi chọn nó nhỏ lại như thế này. Ok, và khi nó nhỏ lại thì nó bị ảnh hưởng bởi cái out focus của cái depth of field, thì mình cần chỉnh thêm cái depth of field cho nó rõ hơn. Focus distance. Mình cần bật hai view lên để mình coi cho nó chính xác. Ok, bởi vì cái null object nó làm thay đổi cái vị trí của camera cho nên cái depth field cũng bị thay đổi luôn, cho nên chúng ta cần chỉnh lại một xíu nữa ha. Rồi, sau đó các bạn có thể thêm nhạc đồ vào để chúng ta có được cái animation như thế này. Đối với ánh sáng cuối cùng này tôi sử dụng Optical Flare của Video Copilot để thêm vào. Các bạn có thể nghiên cứu thêm về Optical Flare để mà thêm vào chỗ này. Về mặt cơ bản thì đã hoàn thành xong video của mình. Hy vọng là các bạn sẽ thích hướng dẫn này và có thể tạo cho mình những animation hợp ý. Chúc các bạn thành công. Tôi là Phương Bình. Hẹn gặp lại các bạn ở những tutorial tiếp theo. Xin cảm ơn.